trạng nguyên duy nhất từ chối lấy công chúa. Đặng Công Chất là trạng nguyên nước Việt nổi tiếng với giai thoại từ chối lấy công chúa làm vợ. Đặng Công Chất là trạng nguyên của nhà Hầu Lê trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông đỗ trạng năm 1661 dưới thời vua Lê Thần Tông. Sau khi đỗ trạng nguyên, được vua Lê Thần Tông gả công chúa cho, Đặng Công Chất từ chối với lý do ông đã có vợ ở quê. Hành động này của ông làm vua Lê tức giận. Tuy nhiên, nhờ tài năng hơn người, ông vẫn được triều đình tin dùng sau đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!